Uh, trong thẳng luật á nó có như thế này, này. Uh, một vị mà tu sĩ đó trong những cái trường hợp ví dụ như vị đó bị uh, thọ khổ khốc liệt ví dụ như bị tra tấn uh, bị bệnh nặng uh, bị khổ khốc liệt uh, hoặc là bị vị đó bị kẻ thù thúc ép Ừ. thì trong trường hợp đó à, vị đó dù có làm cái gì cũng không phạm giới ví dụ như à, trong trường hợp mà trong những cái chiến tranh chiến tranh khi mà sư đọc tài liệu thì sẽ thấy có một cái trường có những trường hợp là nhật à, nó bắt à, tu sĩ mấy ông sư á, hoàng tục À, bằng cách là ăn nằm với người nữ nó nó bắt như vậy à, nhưng mà tại vì nó không hiểu luật Tại vì nếu như nó hiểu luật á, thì nó biết là khi mà bị thúc bách như vậy đó, là ông sư ông không có phạm giới bởi vì nó nếu nó dùng cái cái quyền lực của nó để nó, nó bắt thì không phạm giới điều này đã được ghi trong tặng luật nha chứ không phải là sư tự suy chế ra à, tức là trong tạo luật có ghi là có những khi những kẻ thù ví dụ như là quân lính hoặc là những cái thế lực kẻ thù đó bắt ép một một vị tỳ kheo phải ăn nằm với một cái người khác một người nữ thì trong trường hợp đó vị tỳ kheo đó không phạm không phạm giới ngay cả cái giới bất cộng trụ đó thì còn như vậy thì huống chi là những trường hợp khác à, cho nên là trong trường hợp mà bị tưởng uh, cưỡng bắt ha bị cưỡng bắt bị cái thế lực nào đó cưỡng bắt thì vị tỳ kheo đó dù cho có quỳ lạy ngoại đạo hoặc thậm chí làm cái chuyện nọ chuyện kia thì vị đó cũng không đức giới phải hiểu cái chuyện này uh, cái thứ hai là cái này là trong chư tăng với nhau tức là mình phải khéo tác ý trong những cái trường hợp mà như quỳ nói ví dụ như khi một vị tu sĩ quỳ xuống đầu tiên là trong tâm vị đó, đó trong tâm vị đó quán tưởng quán tưởng đức thế tôn ở trước mặt và khi đó vị đó quỳ lại thì tức là vị đó đang quỳ lại đức thế tôn còn bất cứ ai đứng trước mặt vị đó thì đều không có tính tức là vị đó đang đảnh lễ đức thế tôn chứ không có đảnh lễ bất kỳ một ai khác Ờ, đó là một cái có gì gọi là một cái mẹo của Chư tăng cũng được, tại vì cái này là được rút ra từ cái lịch sử đau thương Chư tăng phải dùng máu để đánh đổi, ừ. ờ, cho nên có những việc mà sư nói là chúng ta nhìn bề ngoài, ha, chúng ta nhìn bề ngoài thì không nên vội vã đánh giá, bởi vì chúng ta không biết được trong tâm của đương sự khi đó đang nghĩ cái gì bởi vì có những việc có có những cái giới đó mà nó phải tương ứng với là trong tâm của vị đó nữa à, trong tâm của vị đó nghĩ cái gì khi mà làm cái chuyện đó thì mới quyết định là vị đó có phạm giới hay không phạm giới à, cho nên là mình cái gì cũng vậy ha từ từ bình tĩnh ừ. xin nói gỡ ừ. lỡ hôm nào đó lỡ hôm nào đó mà quý vị thấy là một cái, cái, cái clip của một vị tu sĩ uh, mà này nọ kia với một người nữ á xin nói thiệt thì cũng khoan mặc dù cái khả năng này rất là hiếm ha? hiếm nhưng mà uh, mình cũng nên tập đó là khoan tại vì biết đâu biết đâu ông sư đó ông bị dí dao vô cổ thì sao đấy cho nên là mình uh, cái gì cũng vậy nhìn thấy như vậy chăm nghe không bằng một thấy đúng không nhưng có khi thấy như vậy mà chưa chắc sự thật nó đã như vậy ừ. à, quý vị có câu hỏi thì vui lòng gửi vào cái danh sách câu hỏi nha tại vì sư không có trả lời Ờ, cái kiểu mà đâm ngang như vậy được người ta xếp hàng à, mà mình chen ngang như vậy thì nó kỳ lắm nha